45. Ta chưa bao giờ cảm thấy tự do và hạnh phúc như lúc này. Ta xuất thân từ hoàng gia. Những thứ bên ngoài nhìn thấy là vàng son lộng lẫy, được dùng những đồ xa hoa quý giá nhất. Lại không biết, quá ra đặt thân phận đó xuống, quy ẩn nơi sơn giả, lại có được một cuộc sống khác, thư giãn thoải mái thế này. Thật sự tìm thấy bình yên trong tâm hồn chưa từng có trước đây. Chỉ cần nàng thích, sau này chân trời góc bể, ta đều ở cạnh nàng. Chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc phía đông, sớm mọc tối lặng. Kiếp này có thể cùng phu quân ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian. Đúng thật là trong lòng ấm áp như mặt trời. Hy vọng sức khỏe của ta chuyển biến tốt, năm sau có thể cùng nàng đi tới nhiều nơi hơn, đi xa hơn. Chúng ta tới Giang Nam xem đơm đớm bay, đến Đại Mạc xem biển cát mênh mông, đến bờ biển xem chân trời phía xa. Đâu chỉ có năm sau, ta muốn 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cứ mỗi năm mỗi ngày như thế này, mỗi chú ngựa hai con người, nắm tay nhau nhìn mọi cảnh vật vẻ đẹp trên thiên hạ. Bất luận tương lai thế nào, ta đều ở cạnh chàng, nắm lấy tay chàng, cùng chàng tới già. Gần đây có thể cùng nàng nương tựa, vậy thanh đời này không còn gì hối tiếc. Chàng nghe xem, là âm thanh của gió. Đừng mở mắt ra, ghi nhớ khoảnh khắc này là được. Khởi bẩm phu nhân, Bình Dương công chúa tới. Công chúa, Lý phu nhân đang mang thai, không cần đa lễ, tạ ơn công chúa. Chúc mừng Lý phu nhân đã mang long chủng, đa tạ công chúa. Công chúa và đại tướng quân tân hôn vui vẻ, những ngày tháng du ngoạn bên ngoài có thoải mái không? Đa tạ Lý phu nhân quan tâm. Bản công chúa trước khi vào cung mọi việc đều tốt đẹp. Đứa bé trong bụng phu nhân vẫn khỏe chứ? Bé con rất ngoan, chỉ là ta thỉnh thoảng sẽ chóng mặt buồn nôn. Có điều nghĩ tới đứa bé trong bụng đang dần dần lớn lên, ta thấy mãn nguyện rồi. Công chúa có muốn sờ bé con không? Nếu Lý phu nhân đã nói cơ thể không khỏe, vậy ta càng không dám tiếp xúc. Nếu như lỡ có vấn đề gì, ta sẽ bị người ta du tội, làm tổn hại tới long thai. Công chúa, sao lại nói như vậy? Bản công chúa lần này về Trường An, liền nghe thấy lời đồn hoàng hậu mưu hại long chủng. Khi vào cung, những lời du cáo như vậy lại càng xôn xao ầm ĩ. Công chúa minh giám, đây sợ là không phải lời nói du cáo, mà là sự thật. Ta cũng chưa từng nghĩ tới hoàng hậu đố kỵ ta, đắc sủng mà sinh lòng ghen ghét. Đố kỵ ngươi đắc sủng sao? Còn không phải sao? Giờ đang ngươi một thân hoa lụa châu báu, thật là lộng lẫy rực rỡ, khí thế phi phàm. Ngươi có còn nhớ làm thế nào có được khung cảnh ngày hôm nay? Tất nhiên là nhớ. Ngày đó nếu không nhờ công chúa tiến cử đưa ta tới bên cạnh hoàng thượng, ta làm sao có thể được đắc sủng như hôm nay? Ân tri ngộ của công chúa ta cả đời không quên. Ngày đó ta thấy ngươi xinh đẹp xuất chúng, biết hát biết múa, lại khiêm tốn lễ độ, mới cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi vẫn còn nhớ thì nên an phận thủ thường, đừng có vừa mới đắc sủng đã không để ai trong mắt, nảy lòng giả tâm. Quan uổng, ta không phụ lại dặn dò của công chúa, hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Chỉ có điều đắc sủng dẫn đến hoàng hậu ghen tuông hãm hại, xin công chúa điều tra làm rõ. Chỉ dựa vào câu đó của ngươi là có thể du khống hoàng hậu sao? Danh tiếng hiện đức của hoàng hậu không phải ngày một ngày hai mà có, càng không thể bị hủy bằng dăm ba câu nói của ngươi. Ngươi nên biết, ngươi phải đối diện với một người là hoàng hậu, một người là tỷ tỷ ruột của hoàng thượng, một người là đại tư mã đại tướng quân, thống lĩnh binh mã thiên hạ. Dựa vào một ca cơ bé nhỏ như ngươi lại dám làm mưa làm gió. Nếu như ta nhớ không nhầm, hoàng hậu không phải cũng xuất thân từ ca cơ trong phủ công chúa hay sao? Còn về chuyện liên quan tới công chúa và vệ gia, ta biết cũng không ít. Nếu như ta bẩm tấu lên hoàng thượng những lời công chúa vừa nói, công chúa chen tay kiểm soát hậu cung, mưu đồ quyền lực,
Công chúa nghĩ rằng hoàng thượng sẽ xử như thế nào? Ngươi cứ việc nói với hoàng thượng, ta có gì phải sợ? Ngươi nên biết rằng, khi hoàng thượng lập thái tử, không hề hỏi triều đình văn võ, mà là hỏi tới Bình Dương công chúa đang đứng trước mặt ngươi đây. Cho dù đúng như lời ngươi nói, ta chen tay kiểm soát hậu cung, đó cũng là sự tín nhiệm của hoàng thượng đối với người tỷ tỷ này. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mang long thai thì có thể muốn gì làm nấy. Trước đây có một dương phu nhân được lòng đế quân, lại sinh ra hoàng tử. Ngày đó còn được sủng ái nhiều hơn ngươi. Hiện tại kết cục của cô ta, ngươi có thể đi nghe ngóng một chút. Bản công chúa có thể giúp ngươi lên trời, cũng có thể đạp ngươi xuống bất cứ lúc nào. Ngươi tự mình biết mình đi. Đường tương tư, linh hồn đau khổ, ánh trăng trong sương mờ cô độc. Điệp vô hoa uể oải bay múa, dài phần tương tư lại uổng phí tháng năm. Ngày tháng gió lạnh mấy lần gặp gỡ, ánh đèn lẻ loi đêm lạnh sầu khó ngủ. Hoa vô chủ chim nhạn lẻ bay, bao nhiêu lần triền miên khi nào mới gặp lại. Trái tim ta chỉ có nàng hiểu, độc cầm khó tấu giấc mộng nguyên ương. Tâm sự của người đang trêu chọc, lời tạm biệt dễ nói lại khó trùng phùng. Đúng là lòng người khó đoán. Chưa được bao lâu mà Lý Cơ đã trở thành người khác. Lúc đó thật sự không nên để cô ta vào phủ, còn để cho cô ta một mình thể hiện trước mặt vua. Ngày đó nàng cũng có nỗi khổ của nàng, huống hồ tình trạng ngày hôm nay cũng là không thể đoán trước được. Nhưng trong chuyện này ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Thay vì hối tiếc, không bằng chúng ta cùng hợp tâm hợp sức để bảo vệ tỷ tỷ. Thực ra hiền thê có thể đứng ra vì tỷ tỷ, di phu đã rất cảm động rồi. Mầm mọc thẳng thì cây này mới có thể mọc thẳng. Ta không thể để cô ta mọc nghiêng được. Sau này chúng ta cùng nhau tưới nước bón phân cho cây thủy tùng này. Đợi khi hoa nở sẽ cùng nhau ngắm cảnh đẹp. Được, ta hẹn với nàng cuộc hẹn 10 năm. Sau 10 năm nữa, cây thủy tùng này sẽ ra hoa kết quả. Ta với nàng lại cùng nhau đến thu hoạch quả, trồng thêm nhiều cây thủy tùng nữa, dùng đời này kiếp này ngắm nhìn hoa nở khắp đồi. Còn cả Tuấn Dịch nữa, cũng cần chàng phải chăm sóc cho tốt, để con cháu của nó sinh sôi nảy nở, đời đời kiếp kiếp. Được, ta hứa với nàng, sau 10 năm nữa ta với nàng dắt theo Tuấn Dịch và các con của nó tản bộ trong rừng cây thủy tùng này. Hẹn ước 10 năm, không được nuốt lời. Tuyệt đối không nuốt lời. Chúng ta quay về đi. Đừng cầm nữa. Đừng sợ, đứng ở phía sau ta. Thank you.
phim được thuyết minh bởi Aramark Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Vậy Thanh, Vậy Thanh, Vậy Thanh, Vậy Thanh, Vậy Thanh. Dễ Thanh, Dễ Thanh, Dễ Thanh, Dễ Thanh. Cái gì? Đại tướng quân gặp phải thích khách, chiến đấu quá sức, tổn thương tới tâm mạch. Tình hình mấy ngày gần đây càng ngày càng xấu. Trạm đã nói nhất định phải chữa khỏi cho đại tướng quân. Chúng thần đã nghĩ hết tất cả mọi cách, nhưng đại tướng quân chinh chiến nhiều năm, tích tụ nhiều nội thương cũ. Lần này bệnh cũ bệnh mới cùng lúc bộc phát. Ngày ấy e là không thể kiên trì tiếp được nữa. Trẫm không thể mất đi đại tướng quân. Phái thêm ngự y cho tới khi chữa khỏi mới thôi. Nếu không thì đừng tới gặp trẫm nữa. Dân Khanh nói thích khách là những thương nhân quanh năm đi lại giữa Trường An và Tây Dực. Dân họ đều xuất thân từ binh tốt, thường có những lời bất mãn đối với đại hán. Chỉ là thích khách đều đã bị giết chết, chưa thể tra ra được liệu có đồng đảng hoặc chủ mưu đứng phía sau hay không. Tiếp tục điều tra. Gần đây cũng phải để ý tới biên giới, đề phòng ngoại địch đánh đòn phủ đầu. Dân Bệ hạ, người đi đến huyện Tẩm đã báo tin cho hoàng hậu chưa? Hoàng hậu khi nào có thể về Trường An? Tính sự ở huyện Tẩm không nhìn thấy hoàng hậu. Cái gì? Tính sự đến huyện Tẩm, đoàn cứu trợ vẫn đang phát lương thực cho dân chúng, nhưng hoàng hậu và đoàn trung quý dẫn theo một đoàn nhỏ chuyển hướng tới huyện Bình Dương. Sao họ tới huyện Bình Dương chứ? Cũng không phái người bẩm báo cho trẫm. Tính sự đã thúc ngựa đuổi theo đi bẩm báo hoàng hậu rồi, phái thêm nhân mã đuổi theo hoàng hậu, đưa hoàng hậu cấp tốc trở về Trường An. Dân bãi giá tới phủ tướng quân. Dân chuyện này chắc chắn không bình thường. Người đến huyện Tẩm rõ ràng báo tin nói phần mộ của mẫu thân hoàng hậu bị ngập nước, nhưng vừa nãy phát hiện phần mộ không bị sao cả, đến người trong mộ cũng chưa từng phái người đi báo. Lại vào lúc này đệ đệ gặp thích khách, vậy rốt cuộc là ai? Là ai muốn dồn tử phu vào tuyệt cảnh chứ? Nhất định phải quay về, nhất định phải lập tức quay về. Hoàng hậu, trước mắt không thể nào đi được. Cây cầu để quay về thành đã bị gãy rồi. Cầu gãy thì đi đường núi. Đường núi nhỏ hẹp, chỉ có thể người đi. Xe ngựa căn bản không thể đi. Cộng thêm bên ngoài mưa gió không ngừng, đi đường núi thật sự là quá nguy hiểm. Tử phu đã từng một mình đi qua đỉnh núi, đầy xác người chết nơi biên giới. Giờ đây cũng không sợ đi trên con đường núi mưa gió không ngừng. Đoạn đại ca, mụ nhất định phải trở về. Dễ Thanh đang trong tình cảnh nguy hiểm. Nếu không hoàng thượng sẽ không truyền hết lần này tới lần khác. Mụi phải mau chóng quay về gặp Dệ Thanh. Xin đoạn đại ca giúp mụi. Dệ Thanh là huynh đệ của ta, sao mà ta không muốn quay về gặp đệ ấy chứ? Nhưng mà giờ ta càng lo cho an nguy của mụi. An nguy của mụi. Bao nhiêu năm nay Dệ Thanh vì bảo vệ mụi, giàu sinh ra tử khắp nơi, chưa từng nghĩ đến an nguy của mình. Bây giờ đệ ấy nguy hiểm cận kề, mụi làm sao nghĩ tới an toàn của chính mình mà không lo cho đệ ấy chứ? Những việc để ấy làm là bảo vệ bình an cho muội, nên muội càng không thể xảy ra chuyện. Từ nhỏ Dễ Thanh và muội đã chăm sóc lẫn nhau. Mỗi lần muội đau khổ không ai cứu giúp, mỗi lần thân rơi vào nguy hiểm để ấy đều xả thân bảo vệ. Mà giờ đây để ấy bệnh nặng nằm một chỗ chưa biết sống chết,
Bây giờ là lúc đệ ấy cần muội nhất. Người làm tỉ tỉ như muội sao có thể không ở cạnh đệ ấy được chứ? Thủ túc tình thâm, mưa gió bão bùng làm sao có thể ngăn trở được? Những ngày tháng ở bên ngoài, muội thường mơ thấy đệ ấy. Đêm qua trong mơ muội nhìn thấy muội và đệ ấy quay về lúc nhỏ. Đệ ấy bắt cá cho muội, muội khâu dài cho đệ ấy, đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau, tất cả đều tươi đẹp như vậy. Nhưng bây giờ muội biết là đệ ấy nhất định đang đợi muội, nhất định rất muốn nhìn thấy muội. Nếu trời cao đã ban cho muội một đệ đệ đồng cam cộng khổ như vậy, thì nhất định cũng để cho bọn muội cùng nhau vượt qua cửa này. Đoạn đại ca, ta hiểu. Muội không gặp được Vệ Thanh còn đau khổ hơn cả dầm mưa đội gió. Vậy thì chúng ta mạo hiểm, ta bảo vệ muội, cưỡi ngựa quay về, lập tức xuất phát. Để dưỡng bệnh cho tốt, tạm thời ngoại địch không thấy dị động gì cả, đệ không cần phải lo. Trẫm nhất định sẽ báo thù cho đệ. Tạ ơn bệ hạ. Vệ Thanh, đến thiên quân vạn mã, đệ cũng đã đạp dưới chân, cũng nhất định có thể độ qua kiếp này. Đệ phải phấn chấn lên. Đời này của thần, tất cả công danh đều do người ban cho. Cảm ơn bệ hạ đã đánh giá cao và cho thần cơ hội. Bệ hạ đối với thần giống như bá nhạc xem tướng cho ngựa. Ngựa tốt không được như bá nhạc, đôi chân không thể chạy ngàn dặm. Tất cả những thứ đó đều là đệ đáng được nhận. Đệ đẫm máu sa trường, tung hoành đại mạc, công lao hiển hách, giúp trẫm đánh lùi Mang Di biên cương. Tạ ơn bệ hạ tín nhiệm. Nếu như bệ hạ niệm thần từng gì Hán Thất lập nên chiến công, có thể hứa với thần một chuyện được không? Đệ có bất cứ yêu cầu gì, trẫm đều đồng ý. Đệ cứ nói. Thần, cuộc đời này đã nếm đủ trăm vị cuộc đời, đã không còn mong muốn gì hơn. Giờ đây chỉ có một nỗi lo, chính là tỷ tỷ của thần. Có trẫm chăm sóc, đệ không cần phải lo. Bệ hạ, trên triều phong dân quỷ quyệt, hậu cung cũng là như vậy. Thần lo sẽ có một ngày tỷ tỷ bị người ta hãm hại. Trẫm tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Tỷ tỷ cả đời một lòng vì bệ hạ, tấm lòng nhật nguyệt minh giám. Nhưng thời cuộc thay đổi, biến quá vô lường, nếu có thể lấy công lao mồ hôi nước mắt của thần đổi lấy một lời hứa của bệ hạ, đệ nói đi. Bất luận sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, xin bệ hạ niệm công tích cả đời của thần, cho tỷ tỷ yên an nốt quãng đời còn lại, một đời vô lo. Được, trẫm hứa với đệ. Tạ ơn bệ hạ. Đệ cố gắng lên. Tỷ tỷ của đệ nhất định quay về gặp đệ. Trời xanh ơi, người đã mang con gái ngoan của ta đi rồi, lẽ nào còn mang cả hiện tế của ta đi nữa sao? Người muốn mang thì mang ta đi đi. Một kẻ già yếu như ta, sống tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đứng lên đi. Đại tướng quân một đời anh dũng, bảo vệ gia viên, trời cao nhất định sẽ phù hộ anh hào, để cậu ấy qua được cửa ải khó này. Cuộc đời con người quan trọng nhất là sống không uổng phí, những thứ khác không cần phải bận lòng. Ta biết nàng sẽ chăm sóc ba đứa con của ta. Bây giờ Ta biết chàng không thể yên tâm cho tỷ tỷ. Ta hứa với chàng, chỉ cần còn ta,
ai cũng sẽ không động được vào Tử Phu. Muốn giết Tử Phu thì phải giết Bình Dương trước. Xin lỗi công chúa, Vệ Thanh không thể thực hiện lời hứa ước hẹn ngắm qua 10 năm với công chúa. Hạnh phúc hay không, không ở ngày tháng ngắn dài, thời gian cùng chàng nắm tay, cho dù là chốc lát, ta cũng cả đời không quên Vệ Thanh ta. Từ một tên mã nô đến đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, cuối cùng cũng không có lỗi với phụ mẫu, không có lỗi với ca ca tỷ tỷ. Trong những ngày tháng cuối cùng của ta, vẫn có thể ở bên cạnh công chúa. Đời này đã tội, nếu có thể cho ta gặp tỷ tỷ lần cuối, thì đời này của ta không còn gì hối tiếc nữa. Chàng nhất định có thể gặp được tỷ tỷ, nhất định có thể. Trời xanh trên cao, mong hãy thương xót cho Tử Phu và Vệ Thanh tỷ đệ tình thâm, giúp Tử Phu sớm ngày quay về gặp Vệ Thanh lần cuối, cho tỷ đệ họ tạm biệt nhau không còn gì tiếc nuối. Bệ hạ, bệ hạ, hoàng hậu quay về rồi. Đến đâu rồi? Đã đi qua Tân Phong, rất nhanh có thể vào thành, về kịp là tốt. Tham kiến hoàng hậu, tham kiến hoàng hậu. Đệ đệ, tỷ tỷ quay về rồi. Vệ Thanh, tỷ tỷ về rồi. Không phải đệ đồng ý với tỷ rồi sao? Đệ đồng ý rồi mà. Khi thiên hạ thái bình, sẽ an nhàn hưởng thụ hạnh phúc mà nửa đời chinh chiến đem lại. Đệ đệ, đệ tỉnh lại đi. Đệ ngồi dậy nhìn tỷ đi. Tỷ tỷ đã về rồi. Đệ đồng ý với tỷ rồi mà. Tỷ đệ chúng ta sẽ rảnh rỗi bên nhau, kể lại từng câu chuyện buồn vui hồi nhỏ. Vệ Thanh, bây giờ đệ có hiền thê, có con cái hiếu thảo, có tất cả mọi thứ mà lúc nhỏ chúng ta có mơ cũng không dám. Sao đệ nỡ bội hứa mà đi? Tỷ tỷ vẫn còn bao nhiêu lời muốn nói với đệ. Đệ là món quà lớn nhất mà trời cao ban cho tỷ. Tỷ tỷ một đời này, điều tự hào nhất chính là có một đệ đệ tốt như đệ. Tỷ tỷ có đệ là niềm tự hào. Đệ yên tâm mà đi đi.
Vệ Thanh một đời dũng mãnh, bảy trận thắng bảy, chiến công đủ để vinh danh thiên cổ. Trẫm muốn hậu táng Vệ Thanh ở một bên của mộ lăng, để Vệ Thanh và Quắc Khứ Bệnh bên trái bên phải, sau này bầu bạn ở bên cạnh trẫm. Toàn quân tướng sĩ phải xếp hàng từ phủ tướng quân tới mộ lăng, tập trung tiễn biệt linh cữu của đại tướng quân. Thần tuân chỉ, thần nhất định sẽ xử lý thỏa đáng mọi việc. Vệ Thanh không chỉ là tướng quân hộ quốc của trẫm, còn là người nhà thân như thủ túc của trẫm, nhất định phải làm một lễ tang trọng đại cho đại tướng quân. Đích thân trẫm sẽ tới tiểu liễm và đại liễm của đệ ấy, để cho đệ ấy tận hưởng quang vinh lúc sinh thời cũng như khi mất đi. Thần thay mặt Vệ Thanh tạ bệ hạ long ân. Khanh lui xuống làm việc trước đi. Dân, đợi chút, bệ hạ có điều gì dặn dò? Tử Phu, tỷ tỷ, hai người phải chú ý sức khỏe. Tang sự trẫm sẽ tự xử lý, hai người cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đa tạ đệ quan tâm. Ta có hoàng hậu ở bên khuyên nhủ giải tỏa, tinh thần đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Bệ hạ, thiếp muốn ở lại một ngày bên cạnh tỷ tỷ, xin bệ hạ ân chuẩn cho thiếp ngày mai mới hồi cung. Cứ làm theo ý của hoàng hậu đi. Tỷ tỷ và Vệ Thanh phu thê tình thâm, trong thời gian đại liễm của Vệ Thanh, trẫm sẽ để ý lo liệu, để cảm tạ đệ ấy củng cố giang sơn, những công lao đạt được, biểu dương vạn tuế. Để ý lo liệu, thân là thần tử, Vệ Thanh được bệ hạ tận tay lo liệu, dùng nghi lễ cao nhất để từ biệt, là vinh dự to lớn của đệ ấy. Tạ ơn bệ hạ đã hậu đãi. Tất cả mọi việc tang lễ trẫm đã giao cho Đoạn Hoành lo liệu, hai người có thể bàn bạc thêm với Khanh ấy. Thần nhất định sẽ làm hết sức để Vệ đại tướng quân tận hưởng vinh quang. Xin bệ hạ, hoàng hậu, công chúa yên tâm, có Đoạn đại ca lo liệu tang lễ của Vệ Thanh, Tử Phu nhất định yên tâm. Bệ hạ, bệ hạ, hoàng hậu quay về rồi. Đi tới đâu rồi? Đã đi qua Tân Phong, rất nhanh có thể vào thành rồi. Quay về kịp là được. Tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, tạ bệ hạ. Bệ hạ vì chuyện ra đi của đại tướng quân mà ưu phiền, thần thiếp đặc biệt chuẩn bị món canh an thần để cho bệ hạ xua đi mệt mỏi. Được, nàng vất vả rồi, xin bệ hạ hãy lấy lại tinh thần mới có thể an ủi hoàng hậu thật tốt. Bệ hạ mất đi trọng thần đại tướng, nhưng người hoàng hậu mất đi là đệ đệ ruột cốt nhục tương liên, đến gặp mặt lần cuối cũng không thể gặp được. Hoàng hậu chắc chắn bi thương vô cùng. Đúng thật là trời trêu đùa người. Nếu không phải hoàng hậu bỗng nhiên chuyển hướng về quê hương, thì bây giờ sẽ không hối tiếc không thôi. Rõ ràng là tới quyện tẩm để cứu tế, giữa đường sao lại cùng với Đoạn Trung Quý rời đoàn về quê vậy? Cũng may là có Đoạn Trung Quý bên cạnh bảo vệ. Nếu không mưa gió dại về, lỡ gặp phải chuyện gì bất trắc, bệ hạ sẽ lo lắng thế nào chứ? Đừng nói nữa. Thần thiếp đã nói điều gì sai rồi sao? Xin bệ hạ thứ tội. Có lẽ là do trẫm nghĩ nhiều rồi.
Bệ hạ, bệ hạ đêm khuya không ngủ giá lâm, có phải vì tưởng nhớ Vệ Thanh hay là có việc gì khác? Trong lòng trẫm có nghi vấn, khó lòng giải tỏa. Chỉ không biết Khanh có thể giải tỏa trẫm mối thắc nút này cho trẫm được không? Thần nguyện phân ưu cho bệ hạ. Tại sao trẫm phái Đoạn Trung Quý đến quyện Tẩm bảo vệ hoàng hậu, cuối cùng hai người lại rời đoàn đến quyện Bình Dương, dẫn đến Vệ Thanh lâm chung, cũng không đợi được tỷ tỷ gặp mặt lần cuối, nuối tiếc rời đi. Trong khi hoàng hậu cứu tế, có một người tự xưng là người của Vệ phủ tới báo tin, nói mộ tổ của hoàng hậu ở quê bị ngập nước, cho nên hoàng hậu lo lắng, quyết định dẫn một đoàn nhỏ tới huyện Bình Dương, để lại cả đoàn tiếp tục cứu tế. Những điều đó trẫm đều biết, nhưng người báo tin rốt cuộc là nhận lệnh của ai? Chuyện đó thần không biết. Thần chỉ biết hộ tống hoàng hậu, khi tới mộ tổ lại thấy mọi thứ bình thường. Người giữ mộ cũng nói chưa từng phái người đi báo tin. Thần suy nghĩ nhất định là có người tính kế trong đó, lừa hoàng hậu về quê, có ý đồ xấu. Nhưng nguyên nhân thật sự vẫn cần phải tiếp tục điều tra, để hoàng hậu về quê. Ở trong lòng không biết là có tính toán điều gì, đúng là cần phải cân nhắc. Có điều nếu không phải Vệ Thanh có chuyện, Khanh và hoàng hậu về quê ôm lại chuyện hồi nhỏ, cũng coi là một chuyện thoải mái vui vẻ. Bệ hạ có phải đang nghi ngờ điều gì? Đã là trăm mối thắt nút, tất nhiên là có không ít chỗ khiến cho trẫm nghi hoặc. Nút thắt vừa nãy Đoạn Trung Quý không thể cởi được, vậy nút thắt này không biết Khanh có thể cởi bỏ giúp trẫm hay không? Ngày đó trẫm ban hôn cho Đoạn Trung Quý, nghĩ là Khanh với Lê Cơ là một cặp trời sinh. Sau đó Khanh bỗng nhiên đề xuất với trẫm muốn bỏ Lê Cơ, thật sự khiến trẫm nghi ngờ. Nghĩ đến năm đó Khanh liều chết cứu Lê Cơ một mạng, tình cảm mạnh mẽ nhường nào, lại chỉ vì vài năm không sống chung mà lại muốn bỏ cô ấy. Trẫm suy nghĩ nhiều lần, thật sự là cảm thấy khó lòng hiểu được. Khi đó thần đã từng giải thích với bệ hạ, trong ba điều bất hiếu là không con nói dối, vậy tại sao không nạp thiếp, ngược lại nhất định muốn hưu thê, sau khi hưu thê tại sao không lấy thêm ai? Hay là do tình cảm lạnh nhạt, cảm thấy Lê Cơ không thể nào bằng được so với hồi Khanh còn trẻ, thậm chí thực ra là hồi còn nhỏ đã kết nghĩa với nữ tử quan ngoại, khắc cốt ghi tâm? Không, tình cũ đã sớm cắt đứt, xin bệ hạ tin tưởng lời Đoạn Hoành nói. Thần là độc tử, không thể tuyệt hậu, không người thờ cúng, vậy trẫm lập tức thay Khanh tuyển chọn thục nữ quan gia, ban hôn để kế hậu thế nào? Trẫm biết ngay là Khanh vẫn không thể bỏ xuống được nữ tử hồi còn nhỏ đó. Thần, cái gì mà đã sớm từ bỏ, tình cũ đã sớm cắt đứt, toàn là lời khi quân. Người kết nghĩa tình thâm với ngươi đã kết tóc trăm năm, ở bên cạnh trẫm từ lâu. Trẫm hỏi lại ngươi, tại sao thay đổi hành trình về quê với hoàng hậu? Quay về chỉ có hai người, cùng cưỡi một con ngựa. Ngươi gỡ mối thắt này cho trẫm như thế nào? Bệ hạ, bởi vì cầu gãy chắn đường, thần vội đưa hoàng hậu trở về Trường An để gặp Vệ Thanh lần cuối, nên đành phải như vậy. Đây đúng là phạm vào phép tắc, nhưng hoàng hậu và Vệ Thanh tỷ đệ tình thâm, thần với Vệ Thanh huynh đệ nặng tình, tình thế cấp bách làm mất chừng mực, xin bệ hạ thứ tội. Làm mất chừng mực, dù sao nàng ấy cũng là hoàng hậu của trẫm, ngươi lại không có lễ nghi quân thần với nàng ấy chút nào. Bệ hạ thứ tội, là lỗi sai của thần. Trẫm chỉ có ba nút thắt này, ngươi đều không thể cởi bỏ hoàn toàn được cho trẫm. Trẫm không khỏi thất vọng. Có điều ngươi nói ngươi với Vệ Thanh huynh đệ nặng tình, trẫm cũng có chút cảm động. Đoạn Hoành lĩnh chỉ, có thần. Đại tướng quân Vệ Thanh với Trung Quý Đoạn Hoành có tình nghĩa huynh đệ. Đại tướng quân vừa mới mất, nhiều việc phải hoàn thành,
Trẫm phái ngươi tới Mậu Lăng canh giữ Trù Tính. Sáng sớm ngày mai lập tức rời kinh, để cho ngươi tận tình nghĩa huynh đệ, cũng để cho ngươi cẩn thận suy nghĩ, cẩn trọng trung thành. Thần sẽ cố gắng hết mình canh lăng, không phụ thánh ý. Vệ Thanh vốn thích hạt hạnh nhân, xin bệ hạ cho phép thần được trồng cây hạnh xung quanh mộ Vệ Thanh để an ủi anh linh. Cây hạnh 4 năm nở hoa kết quả, không canh tới ngày nở hoa kết quả, đoạn hoành không về. Chuẩn tấu. Tội nghiệp riêng mình, thà rằng không gặp, chỉ mong sự ra đi của ta có thể đổi lại được bình yên cho muội. Lần này ông sảng khoái rồi chứ gì, cả đều thuận theo kế của ông. Ta chẳng qua là tìm người báo tin giả để kêu về Tử Phu và Đoạn Hoành, rồi giả về huyện Bình Dương thăm phần mộ cẩu hoàng đế đã trúng kế, đoán định họ có tư tình. Cái gì mà anh minh cái thế, cái gì mà củ ngũ chi tôn, chỉ vì một chữ tình cũng bị đố kỵ mờ mắt như ai. Lại vừa hay Vệ Thanh gặp thích khách mà chết, hoàng hậu mất đi núi dựa, Đoạn Hoành đi xa, đến cả Bình Dương công chúa với dịch trưởng giả đều rời khỏi Trường An cùng lúc. Thế lực của hoàng hậu suy yếu, trước đây ông nói cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa, quả nhiên lợi hại. Tất nhiên thời thế thay đổi, thời cơ tốt nhất của chúng ta đã đến rồi. Chỉ là Lý Cơ vẫn luôn dùng Hoàng Thiên Hương, tuy là có thể khiến cô ta hương thơm quyến rũ, nhưng bây giờ độc tính của Hoàng Thiên Hương đã lan tràn, ta cũng không nghiên cứu ra được thuốc giải. Giờ cô ta đang mang long thai, nhưng cơ thể ngày một yếu đi, tiếp tục kéo dài, nhẹ thì hủy dung nhan, nặng thì độc phát mất mạng. Nếu mẫu tử cô ta không còn nữa, ông sẽ mất đi chỗ dựa, không thể tự do ra vào hoàng cung tiến hành đại kế phục thù của ông nữa. Cho nên ta mới muốn loại thuốc độc không sắc không vị, kim bạc cũng không phát hiện ra này của ngươi. Ông muốn dùng thuốc độc này độc chết ai? Hoàng thượng, hoàng hậu, hay là đều không phải? Sao ta có thể dễ dàng cho họ chết như thế? Vậy ông muốn dùng thuốc độc này độc chết ai? Phu nhân, người mau tỉnh lại đi. Phu nhân, hoàng thượng giá đáo. Phu nhân, tham kiến bệ hạ. Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, phu nhân người có gọi thế nào cũng không tỉnh lại, mau truyền ngự y. Dân Lý Cơ, Lý Cơ, không phải nàng nói có chuyện muốn nói với trẫm sao? Nữ nhi, nữ nhi, nữ nhi, con làm sao vậy? Nghĩa phụ tới rồi. Phát hiện phu nhân xảy ra chuyện từ khi nào? Hôm nay nàng ấy gặp những ai? Đã xảy ra những chuyện gì? Bệ hạ, không có điều gì khác thường. Bệ hạ, nữ nhi của ta nó, nữ nhi, nghĩa phụ tới muộn rồi. Sao con lại bỏ nghĩa phụ lại như thế? Sao con không đợi nghĩa phụ tới? Lý phu nhân, tại sao lại mang đứa bé đi mất như thế? Nàng tỉnh lại. Nghĩa phụ tới muộn rồi, xin lỗi con. Con vội vã gọi ta vào cung, nhất định là có chuyện muốn nói với ta. Con gái à, con mau ngồi dậy, nói với nghĩa phụ đi. Đây là cái gì?